Con kính đảnh lễ sư. Con kính đảnh lễ sư. Dạ, 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 con kính đảnh lễ sư. Dạ, con đảnh lễ sư. Con kính đảnh lễ sư ạ. Thưa các vị. Đảnh lễ sư ạ. À, dạ, vâng, vâng. Thưa các vị, chúng ta bắt đầu lớp học. Trước khi học bài mới, xin trả lời vài câu hỏi của các vị Phật tử học viên. Có vị Phật tử gọi là tên vị Vũ Thị Ngọc Dung. Có hỏi rằng là con hiểu về cái tâm duy tác như thế này có đúng không ạ? Tâm duy tác dục giới tịnh hảo là tâm khi làm việc của các vị đã chứng quả A-la-hán ở cõi dục. Tâm di tác sắc giới là tâm của vị A-la-hán và chứng quả A-la-hán đang tu thiền sắc giới. Tương tự như vậy, tâm di tác vô sắc giới là tâm của vị A-la-hán tu thiền vô sắc. Xin xác định lại với cô, với vị học viên này, đó là cái tâm dục giới tịnh hảo, tâm di tác dục giới tịnh hảo, mặc dù gọi là cái tâm dục giới nhưng mà không có nghĩa là vị này phải ở trong cái cõi dục, mà cái dục giới ở đây chỉ là một cái lãnh vực, cái địa vực, hay nói một cách khác đó, tức là những cái tâm này nhận biết được cái cảnh dục cho nên gọi là tâm dục giới. Và nói như vậy cũng có nghĩa rằng là cái tâm dục giới này vẫn có ở cái cõi sắc và vô sắc. Do vậy không phải là cái tâm của một vị đã chứng quả A-la-hán ở cõi dục, mà cái tâm di tác dục giới đó là một cái tâm mà nếu là một vị phàm á, thì sẽ là cái tâm thiện. Còn mà đối với vị thánh A-la-hán là do vì các ngài đã diệt trừ tất cả các cái mầm mống chủng tử tái sinh, và do vậy đó là cái tâm của vị A-la-hán tuy rằng về bản chất thì nó giống như là tâm thiện dục giới, nhưng mà do vì không còn để lại cái quả trong sanh hữu khác, cho nên gọi là cái tâm di tác, tức là cái tâm chỉ làm mà không có quả. Hay hiểu như chúng ta hiểu cái tâm thiện dục giới như thế nào thì cái tâm di tác dục giới cũng như vậy, chỉ có điều là ở đây là tâm của một vị A-la-hán so khác với cái tâm của phàm phu và thánh phu học thôi. Tương tự như vậy là cái tâm di tác sắc giới và cái tâm di tác vô sắc giới. Ở đây cũng xin nói rõ hơn là không phải là cái tâm đang tu thiền sắc giới, mà cái tâm đó là cái tâm thiền sắc giới. Bởi vì đang tu thiền thì có nghĩa là cái tâm nó vẫn chưa chứng được thiền. Ở đây là chỉ cho cái tâm đã chứng thiền, do đó chúng ta nói là cái tâm thiền sắc giới chứ không phải là tâm vị đang tu thiền. Và trong câu hỏi, cô có hỏi thêm rằng là trong cái ba điều kiện vô hiệu nghiệp của cái thiền sắc và vô sắc á, thì có cái điều kiện thứ ba đó là vị chứng A-la-hán. Hoặc A-la-hán là khi một vị chứng A-la-hán rồi thì các cái quả thiền sắc và vô sắc á, trở thành vô hiệu nghiệp. Vậy nếu một hành giả chứng đắc các quả từ bậc thứ ba trở xuống thì như thế nào? Thì đối với một vị mà chứng thiền sắc giới và vô sắc giới này á,
nếu là một vị thánh thụ học, tức là vị sơ quả, nhị quả và tam quả đó, thì đối với vị sơ quả, nhị quả thì nếu mà vị đó chứng cái tầng hiền nào thì vị đó sau khi mệnh chung thì vị đó sẽ sanh vào cái tầng, sẽ sanh về cái cõi phạm thiên với cái tầng thiền tương ứng. Chẳng hạn giống như là chứng sơ thiền thì vị đó sẽ sanh về cõi sơ thiền, chứng nhị thiền sẽ sanh về cõi nhị thiền, vân vân. Còn riêng đối với vị A-la-hàm đó thì có hai trường hợp. Ở trong cái bài học sắp tới đó thì chúng ta sẽ học rõ hơn về điều này. Là đối với vị A-la-hàm á, nếu các ngài đó chứng hoặc là không chứng sơ thiền thì vẫn sanh về cái cõi sơ thiền. Và cái việc này chúng ta, điều này chúng ta sẽ học ở trong cái bài học hôm nay. Còn đối với một vị thánh, vị thánh A-la-hàm á, thì các ngài có khác về cái trường hợp của ngũ thiền, tức là hai vị phàm phu á, thì chứng ngũ thiền phàm phu, hay là hai vị thánh thấp á, tức là sơ quả và nhị quả đó, thì các vị chứng ngũ thiền đó, thì các vị đó sẽ sanh về cái cõi ngũ thiền hay cõi tứ thiền theo phân theo bốn loại, và vị đó sẽ sanh vào cõi quảng quả. Còn đối với vị thánh A-la-hàm thì các ngài sẽ sanh vào một trong năm cõi tịnh cư, và cái cõi này chỉ dành cho vị thánh A-la-hàm chứng ngũ thiền thôi. Đó là câu hỏi của vị học viên Vũ Thị Ngọc Dung, Vũ Thị hay Vũ Thanh kia. Và cái câu hỏi khác của một vị học viên tên là Oanh Nguyễn. Con cảm ơn sư ạ. Dạ. Đấy, xin... À, cái câu hỏi này của sư Hạnh Toại. À, tôi thường do vì tôi giảng bài tôi không có để ý là trong lớp hình như có một vài vị sư. Và cái trường hợp của sư Hạnh Toại thì sư này còn rất là trẻ và rất là hiếu học. À, câu hỏi của sư Hạnh Toại đó thì thưa sư, có làm có ý kiến cho rằng cái việc tu thiền định là không cần thiết, vì nếu không chứng thiền hoặc là chứng thiền mà không giữ được thì mệnh chung thì sẽ thành vô hiệu nghiệp, tức là không mang lại quả báo. Mong thượng tọa từ bi giải thích cho đại chúng được rõ. Thưa sư, đó là cái việc mà tu thiền định á, là dù cho vị đó có chứng hay là không chứng thì là điều là cần thiết hết, là bởi vì cái thiền định á, là cái giai đoạn thúc liễm nội tâm thứ hai sau giới. Và như hôm trước tôi có nói đó, là khi mà chúng ta giữ giới đó thì những cái học giới đó thì chỉ có ngăn được cái thân và khẩu. Riêng về cái phần ý đó là vị đó phải tiếp tục dấn thân tinh tấn thêm một cái giai đoạn nữa, đó là vị đó tu tập đối với cái tâm, tức là cái ngõ thứ ba. Thì ngay cả một vị mà không có chứng thiền đó, thì trong cái thời gian mà vị đó mà tu thiền định đó, thì trước hết đó là một cái thời gian mà vị đó dùng rất là nhiều cái tâm đại thiện hợp trí để mà vị đó tu thiền định. Và do vậy nếu mà vị này không có chứng được thiền định đó, thì ngay trong hiện tại bằng vào những cái tâm đại thiện hợp trí đó thì nó sẽ cho rất là nhiều cái quả thiện hợp trí ở trong đời vị lai. Và đó cũng là một cái điều kiện để ở trong một cái đời sống sau đó vị này tu tập thiền định đó, dễ chứng đắc thiền định hơn. Và trong cái trường hợp mà một vị mà chỉ đã chứng thiền định rồi mà nếu mà vị đó không có duy trì và cái thiền định đó nó bị mất đi, thì dù rằng là sau khi mệnh chung vị đó không có sanh về phạm thiên giới, tức là cái quả của thiền sắc giới và vô sắc giới thành vô hiệu nghiệp, tuy vậy đó thì cái nền tảng của một người đã chứng thiền định á, vẫn vô cùng lợi ích đối với một chúng sinh phàm phu. Vì thứ nhất là vị này đã được chứng nghiệm một cái hạnh phúc cao hơn là ngũ dục, và cái thứ hai là ở trong cái khoảng thời gian mà cái thiền của vị này chưa hoại đó, thì tâm vị này
đã sống với một cái tâm hồn ly dục hoàn toàn, tức là vị này đã áp chế được tâm triền cái. Và do vậy đó, thì dù sau đó vị này không có giữ được cái thiền định này lâu hơn, nhưng mà những gì mà vị đó đã làm thì đã cái đời đã làm rất là nhiều thứ. Bởi vì cái đời sống tinh thần của một vị tu thiền á là cao hơn rất là nhiều so với một chúng sinh không tu tập. Chúng ta chỉ lấy một ví dụ đơn giản thôi, là đó là một người giữ giới, thì thật ra trong cái tâm của họ đó là họ đã ngăn ngừa rất là nhiều cái ác tâm khởi, ác tâm từ việc mà họ giữ giới. Và do đó là đối với một vị tu thiền đó, và càng mãnh liệt hơn là đối với một người mà đã chứng thiền rồi, thì những cái ác nghiệp có trong cái tư tưởng của vị đó hay là cái phiền não nói chung là cũng nhờ các cái thiền định đó mà đã được áp chế rất là nhiều. Và trở lại là không có một cái nền tảng nào mà tốt cho bằng. Nếu một người mà muốn tu thiền minh sát mà họ đã có được cái nền tảng là thiền định, và kể cả những cái trường hợp là vị này đã tu thiền định mà chưa có chứng thiền định, thì nó vẫn có tác dụng tốt đối với một vị tu thiền quán. Ví dụ giống như là vị đó đã từng là tu tập tâm từ, đã từng quán niệm về sự chết và thường xuyên là niệm tưởng ân đức tam bảo vân vân, thì đó là những cái đề mục thiền mà hỗ trợ rất là tốt cho người tu tập thiền quán. Thì đối với một người tu tập thiền quán thì càng phải nên tu tập thiền chỉ, bởi vì chúng ta không phải là những chúng sinh mà có những cái túc duyên đầy đủ trong quá khứ, như là cái trí tuệ sắc bén mà có thể dễ dàng tu tập thiền minh sát. Và do vậy đó rất là cần thiết để chúng ta có được cái nền tảng tốt, tức là có giới tốt và có cái định tốt. Ở đây tôi chỉ ví dụ thế như thế này, tức là một trường hợp của một người học sinh đi thi đại học, và người đó thi rớt. Nó giống như là một vị hành giả tu thiền định mà không có chứng, hoặc là chứng mà bị mất đi. Thì khi mà bị học sinh này nó thi rớt đại học á, thì hẳn nhiên là cái điểm mà vị đó đã đạt được bao nhiêu phần trong cái kỳ thi đó không có được bảo lưu cho đến cái kỳ thi năm sau. Nhưng mà cái điểm thì không có được bảo lưu, nhưng mà cái kiến thức mà vị này đã ôn tập học, những gì mà mình đã học để chuẩn bị cho cái kỳ thi đó, thì nó hoàn toàn là bổ ích cho cái việc vị đó chuẩn bị cái kỳ thi năm sau. Thì cũng tương tự như vậy, thì đối với một vị tu thiền định thì dù cho thiền định của vị đó không chứng, hay là vị đó đã chứng rồi bị mất đi, thì nó vẫn là một cái nền tảng rất là tốt cho vị đó tu tập thiền định sau này, ở trong đời hiện tại hoặc là những cái đời kế sau. Tôi xin có câu trả lời với sư bán tóc như vậy. Dạ, con xin lĩnh lễ thượng tọa. Dạ, dạ. Hôm nay chúng ta học về một cái phần quan trọng, một trong những cái phần quan trọng nhất, đó là chúng ta học về cái tâm siêu thế. Và cái phần này cũng là kết thúc cái phần tâm. Và tôi cũng cố gắng để trình bày thật là đầy đủ về cái phần này. Trước hết đó là chúng ta thấy là cái khi mà nói tâm được chia theo bốn cái địa vực, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và bài học ngày hôm nay là siêu thế, tức là một cái địa vực cao nhất. Thì cái cách phân chia theo cái địa vực này để dễ dàng thấy ra cái con đường tu chứng từ một người phàm phu đắm chìm trong cái dục lạc, và người đó đã vượt thoát ra khỏi cái dục lạc hay là cái dục ái, mà vị này tiết xa hơn, nó là vị đó thành tựu thiền định. Rồi từ cái thành tựu thiền định sắc giới đó, vị này vượt qua cái sắc tưởng, và nội tâm của vị này vượt qua cái sắc ái, để vị này chứng được cái
thiền tầng cao hơn, đó là vô sắc. Và đối với trường hợp siêu thế đó, đó là cái trình độ tiến tu của một chúng sinh mà nhằm để vượt ra khỏi cái vòng sinh tử luân hồi này. Và để vượt ra khỏi cái vòng sinh tử luân hồi này đó, thì vị này cũng theo thứ bậc, mà đầu tiên là vị này vượt ra khỏi cái dục ái, rồi sau đó là cái sắc ái và vô sắc ái. Và ở trong các cái tâm siêu thế này đó, thì khác với cái tâm thiền đáo đại, tức là sắc giới và vô sắc giới. Cái tâm thiền đáo đại hay là cái giai đoạn của một vị hành giả tu thiền định á, là vị này lấy định làm trọng tâm. Thì đối với cái siêu thế đó, là vị này lấy tuệ làm trọng tâm. Và cái đối tượng tu tập á, thì đối với hai loại thiền sắc giới và vô sắc giới, hay chúng ta gọi là thiền hiệp thế đó, hoặc là thiền đáo đại, thì cái hai loại thiền này đó, thì có thể lấy cảnh, phần lớn là lấy cái cảnh chế định, và trong một ít trường hợp thì lấy cái cảnh chân đế, nhưng mà để giữ tâm định đó, thì vị đó hoàn toàn lấy cảnh chế định. Còn đối với một vị tu thiền quán để chứng được đạo quả đó, thì vị này phải cái tâm thiền đó phải lấy cái đối tượng cảnh đó, phải là cái cảnh siêu thế. Và cái phương pháp thiền định của vị này á, thì không phải là cái thiền samatha mà phải là cái thiền vipassana. Và cái thiền quán á, là một cái sự vượt thoát khỏi cái vòng sinh tử. Và do đó, đối với cái thiền quán đó, không phải theo một cái thứ bậc, có nghĩa là phải chứng được sắc giới rồi vô sắc giới rồi mới có thể chứng được đạo quả, mà có thể một người từ ở trong cái tâm dục giới hoàn toàn không có thiền định, vị này vẫn có thể và vị đó tu tập thiền quán để chứng đạo quả mà không cần phải có chứng cái thiền sắc và vô sắc. Thì ở trên cái biểu đồ với diệu pháp này á, ở trên biểu đồ ví dụ pháp này á, thì các vị thấy cái phần cuối cùng này nè, cái phần cuối cùng này nó chính là siêu thế. Và ở trong phần siêu thế này nó thì chúng ta có hai phần, đây là đạo, đây là quả. Và thứ tự theo hàng dọc là chúng ta có tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Tương tự như vậy, tâm sơ đạo thì cho là sơ quả, nhị đạo thì cho nhị quả, tam đạo thì cho tam quả, và tứ đạo thì cho tứ quả. Chúng ta có hai phần đạo và quả. Như vậy thì các vị thấy đó là ở trong cái tâm siêu thế đó, khác với cái tâm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở trong cái tâm dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, thì mỗi tâm này đó được chia làm ba: tâm thiện, quả và duy tác. Nhưng mà đối với cái tâm siêu thế này đó, thì chỉ có hai, tức là đạo và quả. Đạo này nó cũng là thiện, đạo này cũng là thiện. Đạo này cũng là thiện, nhưng mà đối với
là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Thì từ đây đó thì chúng ta có cái tên, có cái tên gọi cho từng tâm một, tức là cái tâm đầu tiên số một hàng ngang và số một hàng dọc thì chúng ta có tâm, cái tâm sơ đạo sơ thiền. Tương tự như vậy thì có tâm sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền. Tương tự cái hàng ngang thứ hai thì chúng ta có là nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tam thiền, nhị đạo tứ thiền và nhị đạo ngũ thiền. Rồi các cái dòng 3, 4 thì nó cũng giống như vậy. Như vậy thì đối với trường hợp của tâm quả thì cũng giống như là cái tâm đạo, tức là hàng dọc số 1 và chúng ta chiếu theo cái hàng ngang thì chúng ta có là sơ quả nhị thiền, sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền và ngũ thiền. Như vậy đó thì cái tâm siêu thế này á, nói gọn lại á, thì chỉ có 8 thôi. Có 8, tức là tâm sơ tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, tâm sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Chúng ta nói 8. Còn nói rộng á, là có 20, tức là chúng ta nhân với 5, 5 tầng thiền ra bằng 20. Yeah. 5 với tầng thiền với 20, 20 này nhân 2 cho đạo và quả nữa thì chúng ta có là 40 tâm siêu thế. Như vậy á, thì tuy rằng cái về cái số lượng á, thì cái tâm siêu thế rất là nhiều, nhiều hơn tất cả các cái loại tâm khác mà chúng ta học từ cái ngày trước mà chúng ta học. Tuy nhiên á, thì về thì rất là dễ nhớ, là bởi vì chúng ta có 4 đạo 4 quả và nhân với 5 tầng thiền nữa thì thành ra 40 tâm siêu thế. Như vậy tôi nghĩ rằng là các vị Phật tử học viên ở đây thì chúng ta ai cũng có thể, ai chúng ta cũng có thể nhớ ngay lúc này về cái tâm tâm siêu thế. Tâm siêu thế còn có 4 đạo 4 quả. Và ở trong kinh nó diễn đạt như thế này. Sơ đạo á và sơ quả đó thì là một đôi. Nhị đạo và nhị quả là đôi thứ hai. Tam đạo và tam quả đó là đôi thứ ba. Tứ đạo và tứ quả là đôi thứ tư, gọi là 4 đôi. Và 4 đôi này đó thì gồm có 4 đạo và 4 quả, cho nên gọi là 8 chúng. À, trong kinh Tạng chúng ta hay gọi là 4 đôi 8 chúng. Và 4 đôi 4 8 chúng này á, bốn đôi tám chúng này á, chính là đệ tử Phật. Đà. Dạ. Hay gọi là Sawakka. Ở đây chúng ta nói thêm đó là trong ngày nay đôi khi chúng ta dùng những cái cách gọi trong sinh hoạt hàng ngày, giống như là một vị Phật tử, hay chúng ta nói là chúng ta là đệ tử Phật. Chữ Phật tử có nghĩa là con Phật. Nhưng mà ở trong ở trong chánh kinh á, hay nói đúng hơn là và cái tiêu chuẩn mà để gọi là được gọi là con Phật hay là đệ tử Phật á, tức là những vị đó đó phải là những vị thánh. Còn đối với phàm phu, kể cả các vị tỳ kheo, thì gọi là một người đệ tử Phật hay là con Phật đúng nghĩa thì vẫn là chưa. Mà phải là một vị đó đã nằm, vị đó phải nằm ở trong cái gọi là bốn đôi tám chúng này. Tức là vị đó phải nằm ở trong một cái tối thiểu là cũng phải là một vị là sơ đạo, sơ quả thì mới gọi là sa quá cá và đệ tử Phật. Và cái sa quá cá hay là cái đệ tử Phật
hay chúng ta gọi cách khác đó là chư vị thánh nhân đó, thì những chính những vị này á mới là những vị đại diện tiêu biểu gọi là tăng bảo. Và trong cái ân đức tăng bảo chúng ta thường hay trong những cái bài kinh lễ bái tam bảo đó, thì nói đến cái ân đức của tăng bảo là chư tăng đệ tử của Thế Tôn, là những cái bậc trực hạnh, chân chánh hạnh, như lý hạnh vân vân, gồm bốn đôi tám chúng, xứng đáng được nhận cái lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm là phước điền vô thượng cho đời. Thì những vị này, những vị tăng này nè, là cái tăng đó là cái tăng gồm có bốn đôi tám chúc của Đức Phật là Yadi Đăng Chatta Ripurisayugani Sapakawato Sawakasankho, tức là những vị mà trong bốn đôi tám chúng này đó, là những vị đó chính là đệ tử của Đức Thế Tôn. Và do vậy đó, đôi khi một số người đến chùa quy y với một vị thầy, với một vị sư nào đó, rồi sau này vì một cái lý do nào đó mà vị đó không còn hoan hỷ nữa. Chẳng hạn giống như vị sư, vị thầy đó làm điều gì đó mà mình cảm thấy là mình không có vui, mình cảm thấy bất bình, và vị này muốn quy y một cái chỗ khác. Nhưng mà cách mà quy y như vậy đó là chúng ta quy y cá nhân chứ không phải là quy y tăng. Và một người quy y tăng đó, thì cái đối tượng mà tiêu biểu mà chúng ta quy y tăng đó chính là bốn đôi tám chúng này. Và tăng ở đây đó là không phải chỉ là một người xuất gia, không phải là một vị sa di hay là tỳ kheo, mà tăng ở trong bốn đôi tám chúng này á, là dù người đó là tỳ kheo ni hay một vị thiện nam, một vị tín nữ, mà nếu vị đó nằm ở trong bốn đôi tám chúng này thì đều là tăng hết. Và chính cái các vị này á mới đầy đủ cái ý, cái ân đức của tăng bảo. Và do đó khi mà nói đến cái tăng bảo đó, là chúng ta phải nghĩ đến cái đối tượng mà chúng ta phải nghĩ đến đầu tiên, đó chính là bốn vị thánh nhân này, hay mở rộng hơn đó là tám chúng, tức là gồm có đạo quả. Bởi vậy mà các vị nào mà chúng ta đọc ở trong kinh, giống như là cái phẩm người tối thắng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh á, có nhắc đến một cái chi tiết đó là có một vị tôn giả tên là Pahiyada Ruchiriya. Vị này trước là một vị du sĩ, mà ông bị đắm thuyền ở trên một cái hoang đảo, không có đồ mặc, ông lấy cái vỏ cây ông mặc á, là ông đến ông gặp Đức Phật. Và ông được Đức Phật thuyết cho một bài pháp thoại ngắn, sau đó ông đi xuất gia. Tuy nhiên khi đó ông chưa có y bát, cho nên Đức Phật này không có cho ông xuất gia. Rồi sau đó không lâu, vì cái ác nghiệp ở trong tiền kiếp, cho nên ông bị một con dạ xoa nó hóa hiện thành một con bò, nó hút ông chết. Nhưng mà sau này khi mà Đức Phật này nhắc lại cái vị tôn giả này, thì Đức Phật này kể vào đó là hạng tỳ kheo, là bởi vì vị này đã chứng A-la-hán quả. Và với một người mà chứng A-la-hán quả rồi đó, thì bất luận vị đó có ở trong cái hình thức nào đó, vị đó cũng là một vị tỳ kheo đúng nghĩa hơn hết. Và do đó khi mà chúng ta đọc kinh chỗ đó, thì chúng ta không có ngạc nhiên tại sao cái vị cư sĩ này chưa được xuất gia rồi mệnh chung niết bàn. Nhưng mà khi mà Đức Phật này nhắc lại, thì Ngài vẫn kể vào các hàng này chưa tỳ kheo, trong các đệ tử tỷ kheo của ta, chứ không phải là trong các hàng đệ tử cư sĩ của ta, mà trong các hàng đệ tử tỷ kheo của ta. Thì trở lại cái siêu thế này đó, là cái
tâm của những vị mà đã đạt đến cái trình độ gọi là thánh nhân khác xa với cái tâm dục giới và cái tâm sắc giới. Cái tâm dục giới và tâm sắc giới này á, thì vẫn còn dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó thì vẫn còn là phàm phu. Còn ở cái các những vị mà có được những cái tâm này á, đều là những vị thánh nhân hết. Và nếu đối với các cái thiền sắc và vô sắc á, là cái sức mạnh để áp chế cái phiền não nó là do các cái chi thiền, thì đối với cái tâm siêu thế đó, cái sức mạnh mà để diệt trừ phiền não á, là bát chánh đạo hay là tám chi đạo. Là có lẽ là các vị Phật tử ở đây ai chúng ta cũng biết bát chi đạo thì gồm có bát chi đạo. Sư Thạnh Tuệ, sư Hoan Hỷ, sư phó dùm bát chánh đạo cho trên lớp học dùm. Dạ, cảm ơn xin. Sư Hoan Hỷ để thêm chữ Pali. Thì trở lại là cái ở trong cái thiền hiệp thế đó là cái công cụ mà để áp chế cái phiền não đó là các cái chi thiền. Còn đối với cái tâm siêu thế đó, mà cái công cụ mà để sát trừ phiền não, chúng ta giữ sát trừ chứ không phải áp chế, sát trừ phiền não đó là chính là tám chi đạo hay là cái bát chánh đạo. Sát trừ nó khác áp chế phiền não. Áp chế hay là đè nén phiền não, tức là đối với cái thiền sắc và vô sắc đó, thì vị này chỉ áp chế phiền não trong cái thời gian mà vị đó còn giữ được cái tâm thiền thôi. Chứ khi mà vị đó bị mất thiền đi đó, thì cái năm truyền cái này nó vẫn có thể nó sanh trở lại. Tức là vị này ở trong kinh ví dụ được giống như là đá mà đè cỏ thôi. Tức là cái viên đá nó mà được dời đi đó, thì cỏ nó vẫn mọc lại. Còn cái đối với cái thiền siêu thế đó là vị này sát trừ phiền não vĩnh viễn suốt trong dòng sinh tử luân hồi còn lại cho đến khi niết bàn. Tức là cái phiền não nào mà cái tầng thánh đó đã diệt trừ thì vĩnh viễn không còn sanh trở lại ở trong tâm hồn của chúng sinh đó cho đến khi chúng sinh đó niết bàn. Và để làm được cái điều đó đó thì vị này nhờ sức mạnh của tám chi phần gọi là bát chánh đạo. Và bát chánh đạo đó, ở trong cái thời điểm này đó, mới gọi là đạo đế. Chứ bát chánh đạo mà ở cái giai đoạn tu tập của cái tâm dục giới, tức là dùng cái tâm đại thiện tu tập bát chánh đạo, giống như là chúng ta giữ gìn cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của tâm đại thiện đó, thì khi đó nó chưa có đủ mạnh để sát trừ phiền não. Mà chỉ có đến cái tầng thánh là sơ đạo đó, thì cái sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo đó, thì bát chánh đạo ở trong cái giai đoạn này đó mới đủ gọi là cái đạo đế, tức là cái phương pháp, cái khả năng sát trừ phiền não của cái của đạo, cho của đạo của bát chi phần này, cho nên mới gọi là được đạo đế. Còn nếu mà cái bát chi đạo hay là chúng ta gọi quen là bát chánh đạo đó, ở trong trường hợp khác thì chưa đủ để gọi là đạo đế. Và đối với cái thiền sắc giới và vô sắc giới đó, thì cái do vì cái trọng tâm của thiền này đó là định, và do đó là cái khả năng cái các cái bậc thiền cao hơn á, thì được tính theo cái khả năng định lực của vị này mạnh hay yếu. Còn đối với cái thiền siêu thế đó, đó là cái khả năng trí tuệ sát trừ phiền não. Và do đó đó, mỗi cái tầng thánh cao hơn á, thì số lượng phiền não á, được diệt trừ nhiều hơn. Ở đây chúng ta có bốn cái tầng thánh, tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Thì khi một người mà khởi lên cái tâm sơ đạo thì lập tức á, là cái tâm sơ quả sanh liền sau đó.
khi một người khởi được cái tâm nhị đạo thì lập tức là nhị quả khởi liền sau đó. Cho nên nói về cái ân đức pháp bảo, chúng ta có một cái gọi là cái gọi là akaliko, là vượt ngoài thời gian. Thì cái tâm thiện siêu thế hay là cái tâm đạo này đó, đối với cái quả siêu thế đó, nó cho quả vượt ngoài thời gian chứ không còn gọi là hiện báo nghiệp nữa. Hiện báo nghiệp thì nó vẫn là dị thời, nó khác cái thời điểm. Tức là một người làm các cái công đức đó, đó thì nó trổ quả một cái thời gian sau đó, trong một ngày, hai ngày, bảy ngày, hay là trong cái kiếp hiện tại đó. Nhưng mà đối với cái quả của cái tâm siêu thế đó, cái quả này nó là vượt ngoài thời gian. Nó giống như là khi ở trong phòng của chúng ta đó, chúng ta mở đèn sáng khi nào thì lập tức bóng tối nó biến mất khi đó. Và nó không có cái thời gian, tức là không phải là chúng ta có ánh sáng trong một cái thời gian ngắn nào đó rồi cái bóng tối nó mới diệt đi, nó không phải là như vậy. Mà trong kinh nói rằng là bất luận khi nào là vô minh diệt thì ngay khi đó nó là minh sanh khởi. Nó như là ánh sáng sanh thì lại là bóng tối diệt. Và ánh sáng sanh và bóng tối diệt là nó ngay tức khắc chứ nó không có cái thời gian. Thì cái quả đối với cái tâm đạo cũng vậy. Khi nào có cái tâm đạo thì ngay lập tức là cái tâm quả có mặt, chứ không phải là có một cái thời gian nào đó. Cho nên gọi là cái pháp vượt thời gian đó là chỉ cho cái đạo và cái quả siêu thế này. Thì cái đạo và cái quả nó kể gọn lại, nó là một đôi thứ nhất, tức là người sơ đạo sơ quả, đôi thứ hai là nhị đạo nhị quả, đôi thứ ba là tam đạo tam quả, và đôi thứ tư là tứ đạo tứ quả, hay chúng ta nói là bốn cái tầng thánh là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Cái tầng thánh đầu tiên gọi là sơ quả đó, còn có hai cái tên gọi khác. Cái tầng thánh đầu tiên sơ quả đó chúng ta còn gọi là tu đà hoàng, hay là hoàng, nó tùy theo cái âm đọc thôi, tiếng giống nhau, do phiên âm, chữ phiên âm chứ không phải dịch, do phiên âm từ kiểu Pali là chữ sota bát tí. Vì chữ Sota có nghĩa là cái dòng chảy, cái Apatthi tức là người đạt, người dự vào. Cho nên cái vị tu đạo hoàng nó gọi là vị dự lưu. Lưu là dòng chảy, và dòng chảy ở đây là dự vào cái dòng chảy, dòng thánh nhân. Cho nên vị tu, cái tâm đầu tiên, cái tầng thánh đầu tiên gọi là sơ quả, hay là tu đạo hoàng, hay là thánh dự lưu. Và như thế nào mà được gọi là một vị mà chứng được cái dự lưu này? Thì đối với cái việc, cái điều kiện mà để gọi là một vị thánh nhân á, là dựa vào cái điều kiện mà cái phiền não của vị đó đã sát trừ. Thì khi mà nhờ vào cái khả năng tu tập minh sát, hay là tu tập thiền quán, hay chúng ta hay nói là tu tập tứ niệm xứ đó, thì nếu một người nào mà ở trong đời quá khứ đã từng tu tập ba la mật, và đã cái ba la mật đó đã đến cái giai đoạn chín mùi, và cộng với cái tinh tấn trong hiện tại, thì vị này đến một cái giai đoạn chín mùi đó thì vị này chứng được cái tầng thánh đầu tiên, cái tâm sơ đạo khởi lên. Và cái tâm sơ đạo khởi lên này, nó chỉ khởi lên chỉ có một sắc na thôi. Và khi mà cái tâm sơ đạo này khởi lên thì có ba cái phiền não biến mất, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến là sắc cây, rồi hoài nghi
là giới cấm thủ. Có lẽ sư hành quẻ sư hoan hỷ cho sư biết rõ rõ rồi phải giúp tôi. Thì chúng ta đi từ cái phiền não này. Thật ra cái phần này đó thì nó sẽ đi chi tiết ở trong cái phần bất thiện yếu hiệp, nhưng mà do vì ở đây nó đang nói về cái phần siêu, cái tâm siêu thế, cho nên chúng ta nói sơ qua cái phần này. Cái thân kiến ở đây á còn được gọi là ngã kiến nha, thân kiến này còn gọi là ngã kiến. Mà sở dĩ gọi là thân á là do vì đối với một người chưa có giác ngộ á, thì cái thân thấy cái thân của mình qua các cái khối như là sắc thọ tưởng hành thức, và do vì còn phiền não còn si mê, cho nên vị này thấy rằng là nó có đối với cái sắc quẩn á, nó còn nó, vị này chấp thủ vào đó và xem cái sắc quẩn nó như là ta hoặc là của ta. Chữ Hán gọi là ngã hay là ngã sở. Ngã hay là ngã sở. Ta là của ta. Thì đối với một chúng sinh mà còn phàm phu á, thì luôn luôn nó còn cái chấp ngã đó. Bất luận cái gì mà mình thích đó, hay là mình chưa có vượt thoát ra khỏi những cái phiền não đó, thì luôn luôn nó có một cái khởi lên một cái ngã tưởng, và từ cái ngã tưởng đó, nó hình thành lên cái gọi là cái ngã kiến, tức là một cái kiến chấp về cái gì đó thuộc về cái bản ngã, giống như là đây là thân của ta, đây là cái gì đó của ta, đây là quyến thuộc của ta, đây là cái sở hữu của ta, vân vân. Và đối với một cái tầng thánh đạo đó, thì một người mà đã thấy được cái niết bàn lần đầu tiên, và một người đã chứng nghiệm, người đã thấy rõ được cái lý duyên khởi, và một người cũng thấy rõ cái lý tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã, thì khi đó đó vị này đã diệt được cái phiền não đầu tiên gọi là thân kiến. Cái phiền não thứ hai gọi là cái hoài nghi á. Hoài nghi ở đây nó thì đối với chúng ta đó, đôi khi vì cái lòng tin Phật, cho nên chúng ta có tin Đức Phật, tin giáo pháp và tin tăng, nhưng mà cái tri kiến đó là cái tri kiến vay mượn. Tức là chúng ta thông qua kinh sách, rồi thông qua những người dẫn dắt, rồi bằng vào cái lòng tin, chúng ta tin Đức Phật, tin giáo pháp và tin tăng chúng. Tin Đức Phật là một người giác ngộ, tin giáo pháp là cái con đường dẫn đến giác ngộ, và tin tăng chúng là tin là có người đã thực hành và đã giác ngộ. Và cái lòng tin đó, cái lòng tin đó nó không có vững chắc, là bởi vì cái lòng tin của chúng sinh phàm phu là cái lòng tin mà mình không có chứng nghiệm, và do đó đôi khi nếu mà gặp một cái hoàn cảnh tâm lý nào đó thì vị này vẫn còn có thể hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về cái con đường tu tập, hoài nghi về những người có thể chứng ngộ. Còn đối với một vị thánh sơ quả đó, là do vì vị này đã tự thân hiểu được, thấy được cái giáo pháp, cái con đường mình đi, và do đó đó là vị này đối với Đức Phật đó, vị này tin chắc rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ, và cái phương pháp, cái lời dạy, cái con đường ngài dạy nó là hoàn toàn
là đúng thực, là bởi vì sao? Là bởi vì là vị này đã đi theo cái con đường đó, và vị này đã đến cái nơi mà Đức Phật đã chỉ, và vị này đã thấy rõ những cái điều gì mà Đức Phật này nói. Ở trong cái bài kinh, trung bộ kinh gọi là cái bài kinh tượng tích dụ, tức là cái bài kinh ví dụ về cái dấu chân voi á, thì Đức Phật này ví dụ rằng là giống như là một người thợ săn cẩn trọng, khi mà nghe nói rằng là ở trong khu rừng đó có con voi lớn á, thì người thợ săn đó không có vội vàng mà tin. Rồi khi mà người thợ săn đó đi đến rừng á, thì vợ người thợ săn này thấy các cái dấu chân lớn, thì vị thợ săn này cũng không có vội tin rằng ở trong cái khu rừng đó có con voi lớn, là bởi vì vị này nghĩ rằng là có nhiều cái loài, có những cái loài voi đó là nó không có cao lớn nhưng mà nó vẫn có cái chân lớn. Rồi vị này đi một đội đó thì thấy có những cái vết cắt chém ở phía trên cao do cái ngà voi cọ sát. Thì cho đến khi đó, nếu là một vị người thợ săn mà có thận trọng đó, thì vị này cũng chưa vội kết luận là trong khu rừng này có con voi lớn, là bởi vì có những cái loài voi nó không có cao lớn nhưng mà nó có cái ngà dài, do vậy nó cũng có thể làm ra những cái vết cắt chém ở phía trên cao. Và cho đến khi nào vị này đi sâu vào rừng và thấy cái thân tượng voi cao lớn trước mặt mình, thì vị này mới tin chắc rằng là trong rừng này quả thật là có con voi lớn. Thì cũng như vậy đó, thì đối với những người mà chỉ nghe giáo pháp của Đức Phật và vị này khởi lên cái lòng tin rằng là Đức Phật đã có mặt ở đời, ngày là bậc giác ngộ, ngày bậc minh hạnh túc, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư, vân vân. Nhưng mà sau một cái thời gian á, vị này giữ giới rồi thành tựu các cái tầng thiền định á, thì vị này thấy quả thật rằng là những cái lời dạy mà Đức Phật á, ngày dạy đó, thì mình thực hành theo đó mình tìm thấy cái sự an lạc. Nhưng mà vị này chưa có vội kết luận rằng á, đây là một cái con đường giải thoát, là bởi vì các cái tầng thiền hiệp thế đó có đem lại cái sự an lạc cho chúng sinh, cho người hành trì trong một cái thời gian nào đó thôi, chứ nó không có phải là vĩnh viễn. Như vậy thì khi mà vị đó thực nghiệm và chứng được, vị đó đạt được một cái số giai đoạn trong cái việc tu chứng, thì vị đó cũng không có vội tin rằng đây là cái con đường đưa đến giải thoát. Nó cũng giống như là một người thợ săn chỉ mới thấy những cái dấu chân lớn của con voi, thấy những cái vết cắt chém ở phía trên cao, nhưng mà vị này cũng chưa có thật sự thấy được cái con voi. Và cho đến khi nào vị đó lần lượt vượt qua được cái dục ái, sắc ái, vô sắc ái, giải thoát hoàn toàn các cái phiền não, thì vị đó thấy rõ niết bàn, thì vị đó mới biết chắc rằng là đây đúng là cái con đường giải thoát. Do đó một lần Đức Phật này mới hỏi này Xá Lợi Phất rằng là: này Xá Lợi Phất, ngươi có tin tưởng ở sự giác, ngươi có tin tưởng ở Như Lai là vị La Hán chánh đẳng chánh giác minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư vân vân. Thì lúc đó ngày Xá Lợi Phất này mới bạch rằng là: bạch Thế Tôn, không phải là con chỉ có tin mà con biết. Cái câu trả lời của ngày Xá Lợi Phất như vậy: không phải con chỉ tin mà con biết. Cái biết nó rộng hơn là cái tin. Cái có những người đã tin đó, nhưng mà lại là chối với vị thánh đó, thì do vì cái con đường đó, ngài đã tự thân ngài đi và ngài đã đến, và do đó ngài hoàn toàn ngài biết rằng là cái người mà chỉ mình cái con đường này đó là người đó quả thật là họ chỉ đúng, bởi vì cái con đường này mình đã đi và mình đã đến. Và họ hoàn toàn họ tin rằng là ai đi con đường này cũng sẽ đến cái chỗ đó, là bởi vì vị đó đã đi và đã đến cái con đường đó. Do vậy đó, cái lòng tin đối với một vị thánh sơ quả hay là vị cái thánh tu đạo hoàng đó, là cái lòng tin đối với cái tâm bảo là bất động, là bởi vì sao? Là cái con đường mà vị đó đi á, cái gọi là con đường mà gọi là pháp bảo đó là chính vị đó đã thực nghiệm, và vị đó sau khi đã thực nghiệm đã thấy được niết bàn, đã diệt trừ cả một số cái phiền não. Và do đó
là chính bản thân của vị đó đó là một phần ở trong Tam Bảo rồi, thành ra cái lòng tin của vị đó đối với Tam Bảo không còn có nghi ngờ gì nữa, cho nên vị này diệt trừ cái hoài nghi. Và bằng cái trí tuệ đã bỏ được thân kiến, đã bỏ được hoài nghi đó, thì cái giới cấm thủ là vị này cũng diệt. Cái giới cấm thủ tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là một cái sự chấp mê vào một cái giáo điều, một cái tính lý mà vị đó không có hiểu ra được cái, vị đó không có thấy ra được cái lý đó, cho nên gọi là cái giới cấm thủ. Chúng ta có cái câu chuyện đó, là cái câu chuyện này tôi nghe hồi khi còn nhỏ, khi học đến cái giới cấm thủ này đó. Thì mấy ngày lớn có nhắc lên cái câu chuyện ngày xưa ở bên Campuchia đó, có một cái ngôi chùa đó, là có vị hòa thượng đó, khi ngày dùng cơm á, trước khi ngày dùng cơm á, hay ngày hay cầm cái bát này đưa lên trên, giống như ngày đưa lên trên mặt trời này nhìn. Dạ, do vì cái bát của ngày nó bị lủng một cái lỗ ngọt, cho nên mỗi lần mà ngày dùng cơm á, là ngày đưa cái bát lên ngày nhìn. Nó có nhiều cái lý do, là bởi vì trong luật định á, là nếu vị tỳ kheo nào mà để một cái bát nó lủng lỗ lớn hơn là cái đầu ngón tay á, thì vị đó phạm tội. Do đó khi mà cái bát mà nó có bị lỗ mọt rò rỉ đó, thì mình một vị giữ giới cẩn trọng đó, thì cũng phải để xem chừng cái bát nó lủng như vậy, mà trong cái thời gian mình chưa có điều kiện mình vá lại đó, thì phải xem chừng cái lỗ nó, cái lỗ thủng nó có lớn bao nhiêu. Và có thể là cũng trong đó cũng có cái lý do là khi mà cái bát mình nó bị cái lỗ mọt như vậy đó, là vì nó dùng những cái thức ăn mà có nước như là canh vân vân đó, thì không khéo thì bị chảy ra ngoài. Cho nên là nếu mà vị đó coi cái lỗ mọt đó, nó nằm ở phía nào đó, thì khi mà định thức ăn vào đó thì ngài sẽ quay cái lỗ thủng nó lên trên, nó không có bị để thức ăn nước nó không chảy ra ngoài. Nhưng mà do vì đó là một cái việc riêng tư của ngài, cho nên mỗi khi trước khi mà ngài dùng cơm đó, thì ngài đưa bát lên ngài nhìn. Dạ. Thì sau đó ngày tịch rồi đó, thì chư tăng nghĩ rằng cũng đây chắc cũng là một cái hạnh gì đặc biệt, nên toàn bộ chư tăng ở trong chùa đệ tử của ngài từ đó về sau, trước khi về dùng cơm thì cũng đưa bát lên mà nhìn. Thì cái câu chuyện nó kể lại, nhắc lại để minh họa cho cái gọi là cái giới cấm thủ, tức là chúng ta làm một cái điều nào đó, chúng ta chấp trì một cái điều nào đó, đó mà chúng ta không hiểu rằng là cái việc đó nó nhằm cái vào cái mục đích gì, mà chỉ vì do một cái sự mê tín mà chúng ta chấp giữ cái điều đó, đó thì gọi là cái giới cấm thủ. Nó cũng giống như là có một cái câu chuyện cười người ta kể về một cái đứa bé đó, là nó thấy bà của nó, bà nội của nó mỗi khi mà đọc sách đó, thì mang kính vào. Nó hỏi rằng là tại sao bà khi mà đọc sách đó, thì bà phải mang kính. Thì bà nội nó mới nói rằng là bà mang kính vào và bà mới đọc chữ được. Thì sau đó nó cũng, khi bà nội nó bỏ cái kính ra ngoài đó, thì nó cũng lấy nó mang thử vào, khi nó mang vào nó đọc không được. Nói sao con mang kính vào mà con đọc chữ không được. Dạ. Thì khi mà bà nội nó là nói cho nó, giải thích cho nó là sở dĩ mà bà nội phải mang kính là bởi vì không mang kính thì bà nội không có đọc chữ được. Thì cậu bé nghĩ rằng là để mà đọc chữ được á, thì là do mang kính thôi, cho nên là cậu bé mới lấy cái kính mà mang vào xem mình có đọc được hay không. Chứ cậu bé không có hiểu rằng là để mà đọc chữ được đó, mình còn phải học chữ thì mình mới học đọc được, chứ không phải chỉ có mang kính thôi. Do vậy là nếu mà chúng ta chỉ có tin vào một cái giới điều, một cái tính lý nào đó một cách mù quáng đó, thì đối với một vị thánh sơ quả là do vì bằng cái trí tuệ của ngài
Ngài không bao giờ Ngài tin vào những cái điều đó. Và với một cái tầng thánh đầu tiên, cái tầng thánh đầu tiên với vị nào mà họ Ngài đã với một vị, với trong cái tâm hồn của một chúng sinh nào mà diệt được, trừ được ba cái phiền não này đó, thì chúng sinh đó được gọi là một vị thánh sơ đạo. Rồi ngay khi cái tâm sơ đạo khởi lên thì kế sau đó nó là cái thánh quả sơ đạo, thánh sơ quả. Và khi mà một người mà đã diệt được trừ ba cái loại phiền não này đó, thì kéo theo đó nó rất là nhiều cái phiền não khác đó, nó bị thuyên giảm. Ví dụ giống như là nói về cái dục ái á, thì đối với một vị mà chứng được sơ quả rồi đó, thì nếu ngài có cái tham, có cái sân, thì cái tham, cái sân đó đó, nó cũng không còn đủ mạnh để ngài làm các cái ác nghiệp mà phải sanh vào đọa xứ. Và do đó tuy rằng đối với một vị thánh sơ quả, các ngài vẫn còn cái dục ái, vẫn còn cái sự sân hận, nhưng mà ở đây phải hiểu rằng là cái sân, cái dục ái, cái sân hận đó đó, nó đã được thuyên giảm ở trong cái tâm thánh đạo này. Tức là một người mà đã chứng thánh đạo rồi thì cái phiền não nào các ngài còn lại đó, thì phiền não đó nó không đủ để ngài làm những cái ác nghiệp mà có thể dẫn đến đọa xứ. Và những cái ác nghiệp đó là gì? Cụ thể đó là đối với một vị đã chứng được sơ quả đó, là vị đó không bao giờ phạm vào năm cái đại tội ngũ nghịch, tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật, chảy máu, chia rẽ tăng. Vị này cũng không còn xu hướng theo bất cứ một cái loại tà kiến nào, dù do vị đó sau khi chết, vị đó có sanh về một cái nơi không có giáo pháp của Đức Phật, thì vị đó vĩnh viễn trong dòng sinh tử luân hồi còn lại đó, thì vị này cũng không có rơi vào cái tà kiến. Và đối với một vị thánh sơ quả đó, là vị này á, là sau khi mà chứng sơ quả rồi đó, thì cái tâm của vị này đó, là không còn làm những cái việc ác khác, như là vị này không bao giờ vi phạm những cái điều, những cái điều ác mà gọi là được kể ở trong năm giới, như là sát sanh, trộm cắp, dâm, nói dối, uống rượu. Và còn cao hơn nữa, nếu những cái giới điều nào vị này đã thọ trì, nếu là vị tu đạo hoàng mà ngày xuất gia sa di, thì tất cả những cái giới luật của vị sa di thì ngài không có vi phạm. Và nếu mà ngài xuất gia tỳ kheo thì tất cả những cái giới luật tỳ kheo thì ngài không có phạm. Dạ. Còn cái trong trường hợp của ngài là một người cư sĩ, thì tự nhiên ngay khi đó nó là cái ngũ giới của một vị tu đạo hoàng, sau khi đã chứng rồi đó thì ngài cũng không có vi phạm. Và từ cái phiền não mà nó thuyên giảm như vậy đó, cho nên về phương diện đọa xứ thì các vị đã chứng được thánh sơ quả rồi đó, các ngài vĩnh viễn không bao giờ sanh vào đọa xứ nữa. Tức là nếu ngài có luân hồi đó thì chỉ từ cái cõi người trở lên chứ không có dưới. Và nói riêng về cái phiền não do vì cái dục ái của ngài đó, nó đã giảm nhẹ rất là nhiều so với phàm phu. Cho nên vì thánh hữu học á, các ngài á, nếu còn phải sanh tử ở trong cõi dục này á, thì tối đa nó là chỉ 7 lần thôi, chứ không có đến lần thứ 8 là ngày phải ngày xảy chứng ở các cái tầng thánh cao hơn, hoặc là ngày chứng các cái tầng thánh cao hơn, sanh về các cái cõi cao hơn như là sắc vô sắc, chứ các ngày không có luân sanh tử luân hồi ở trong cái cõi dục qua 7 kiếp. Và thật ra đó, cái điều này có một số sách đó, có một số sách đó là nói đến cái bảy kiếp ở đây là cái bảy kiếp nhân loại, nhưng mà không phải, bảy kiếp ở đây là cái cõi dục thôi chứ không phải cái cõi nhân loại nghe. Cõi dục đó, tức là bao gồm các cái cõi trời dục giới, tức là từ cái tệ với đại tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đô xuất, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại, đó là các cái cõi dục. Và có những người á, họ hoài nghi rằng là tại sao á, trong một cái tâm tứ đạo ngắn ngủi như vậy đó, lại có cái khả năng sát trừ phiền não, lại có cái trí tuệ mà đủ để thấy niết bàn. Thì thật ra đó,
chúng ta ví dụ như thế này, là ví dụ giống như là một người học sinh đó, dành rất là nhiều cái thời gian suy nghĩ về một cái bài toán khó, thì cái thời gian mà chúng ta vận dụng tư duy á, thì nó dài. Nhưng mà cái giây phút mà chúng ta hiểu ra được cái bài toán đó, thì nó là nó chỉ ở trong nháy mắt. Thì trường hợp đó như thế nào thì đối với một người tu tuệ quán thì cũng giống như vậy. Trong cái thời gian mà vị này dùng cái tâm đại thiện hợp trí quán chiếu cái tâm tướng của cái của pháp thế gian, thì khi đó giống như là cái thời gian mà chúng ta, một người học sinh suy nghĩ về một cái vấn đề nào đó khó ở trong toán. Nhưng mà cái thời gian mà hiểu ra đó thì nó là chỉ ở trong nháy mắt thôi. Do vậy mà cái giây phút mà giác ngộ thì thật ra là rất là ngắn ngủi, chứ không phải là cái thời gian đó nó dài được. Rồi đó, cái đó là tầng thánh đầu tiên. Rồi cái tầng thánh thứ hai gọi là nhị quả. Cái tầng thánh thứ hai gọi là chúng ta cũng xin thêm cái chỗ này là do vì vị thánh tu đầu hoàng các ngài chỉ trở lại cái tam giới này, cái khổ dục này chỉ tối đa 7 lần. Do vậy mà vị thánh này còn gọi là Thất Lai. Thất Lai, dạ. Hồi nãy tôi không có chưa đề cập đến là lý do này. Là vị thánh này đó, ngoài cái tên gọi là bậc dự lưu rồi bậc sơ quả, thì vị này cũng còn gọi là Thất Lai. Tức là vị này nếu có trở lại, nếu chúng ta phải nói nếu chứ không phải là luôn luôn trở lại, nếu có trở lại cái cõi dục này và vị này không có chứng tầng thánh khác cao hơn, thì vị này sanh lại thì cõi dục tối đa đó là chỉ có 7 lần, cho nên gọi là Thất Lai. Rồi cái tầng thánh thứ hai gọi là cái tầng thánh nhị quả, nhị đạo nhị quả. Thì đến cái tầng cái giai đoạn này đó, thì vị này giảm nhẹ được hai cái phiền não là dục ái và sân. Dục ái và sân. Và chỉ giảm nhẹ ở đây là như thế nào? Chỉ giảm nhẹ ở đây đó là không phải là chỉ giảm một chút, mà chỉ giảm nhẹ ở đây tức là giảm cái phiền não, cái dục ái và cái sân đó còn lại rất là nhẹ. Tức là vị Tư Đà Hàm hay là vị thánh nhị quả đó, thì các ngài nó cũng còn cái dục ái, tức là phải còn sự ưa thích trong cảnh dục, cũng còn cái sự sân hận. Nhưng mà cái dục ái đó, đó nó chỉ còn lại rất là ít. Nó ít đến mức độ đó, là đối với vị thánh nhị quả đó, là cái lòng tham của các ngài trong cảnh dục hay là cái sự sân hận bất bình của các ngài đó, nó yếu ớt đến mức độ mà nó không có đủ để biểu hiện qua cái thân hành động hay là cái lời nói. Và đối với cái tâm của một vị thánh nhị quả đó, cái tâm đó nó thanh tịnh đến mức độ là vị này không còn có thể giống như là một vị này không có thể sống một cái đời sống hưởng dục giống như chúng sinh phàm phu khác được. Nghĩa là đối với vị này đó, nói về cái tình cảm thế gian giống như là cái tình cảm nam nữ đó, là vị này đã không còn có khả năng để biểu lộ cái tình cảm nó qua bằng thân và bằng khẩu. Và do vậy, dù vị đó là một vị cư sĩ, thì vị này không còn có thể sống ở trong cái cách hưởng dục của những người thế tục, chẳng hạn giống như là có gia đình vân vân, có chồng có vợ. Thì đối với vị Tu Đà Hoàng thì cái vị nhị quả hay là vị Tư Đà Hàm, thì cái phiền não của ngài nó không còn để có thể sống ở trong cái đời sống đó nữa. Tức là nói về cái sự tham dục hay là cái sự sân hận thì cũng vậy. Đối với một vị Tư Đà Hàm hay còn gọi là vị thánh nhị quả, thì vị này nếu có buồn thì nếu có sự sân hận nào đó, thì cái sự sân hận nào đó, sự sân hận đó nó không đủ để ngài biểu lộ qua, giống như là ngài có thể ngài khóc,
hay ngày than van cái điều gì đó, nó không có thể được. Và giảm nhẹ, chúng ta phải hiểu như vậy. Giảm nhẹ là không phải là giảm một chút, mà giảm nhẹ đây là còn lại một chút, còn lại một ít là giảm nhẹ. Thì cái tầng thánh thứ hai này đó là gọi là các cái phiền não khác. Các cái phiền não thì các ngài, cái tầng thánh thứ hai này không có đoạn diệt thêm cái tầng cái phiền não nào hết, mà chỉ ngài chỉ giảm nhẹ thêm hai cái phiền não thôi, giảm nhẹ chứ chưa có diệt hẳn. Và nói về cái còn lại của cái dục ái đó, thì vị thánh nhị quả hay gọi là cái vị thánh Tư Đà Hàm này đó, thì vị này á, cái dục ái của vị này nó còn lại yếu ớt đến mức độ mà nếu vị này chưa có thể giải thoát, chưa có thể đắc cái tầng thánh cao hơn, thì vị này cũng không có thể tái sinh lại cái cõi dục giới này hơn hai lần. Tức là nếu mà vị này có trở lại cái cõi dục này đó, thì chỉ có một lần nữa thôi. Cho nên cái tầng thánh này đó còn có một cái tên gọi nữa, đó là cái tầng thánh Nhất Lai. Khác với cái tầng thánh sơ quả ở trên, sơ quả ở trên là Thất Lai, con này là Nhất Lai. Nhất Lai tức là trở lại nó tối đa nó chỉ có một lần nữa thôi. Và thật ra nó thì có nhiều cái quyển sách đó thì có giải thích rằng là không có trở lại cõi người nữa, nhưng mà điều đó nó không có hợp lý, bởi vì cái cõi người và các cái cõi trời dục giới đó, thì đứng về cái phương diện phiền não đó, thì nó giống nhau, tức là đều là những chúng sinh còn dục ái hết. Cho nên ở đây chúng ta nói là phải hiểu là cái chữ Nhất Lai nó là không trở lại cõi dục nói chung, chứ không phải là cõi người. Và có nhiều cái tập tài liệu mà có nhiều cái bản sách thì giải thích là cõi người, cái việc đó nó không có phổ biến theo một trong các cái truyền thông. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng là không có trở lại thì cõi dục. Rồi cái tầng thánh thứ ba gọi là cái tầng thánh thứ ba, tầng thánh Tam Quả. Tầng thánh Tam Quả. Sư Hạnh Tuệ, sư Hoan Hỷ ha. Sư Hoan Hỷ, khi mà tôi sư giúp giùm là có một số cái trường hợp mà tôi quên ghi lại chữ Pali, sư ghi lại giữ Pali dùm cho các vị học viên. Tầng thánh thứ ba là Tam Quả. Nãy cái gì quả tôi quên ghi chữ Pali. Tam Quả gọi chữ Pali gọi là Anagami. Anagami thì gọi là phiên âm á, thì chỉ gọi là Anaham. Và chữ Anaham là chữ phiên âm nha, Anaham. Còn dịch đó gọi là Bất Lai. Thì chúng ta cũng nhớ hai cái tầng thánh đầu là Nhất Thất Lai, rồi Nhất Lai là cái tầng thánh, hay là tầng thánh Bất Lai là tầng thánh quả thứ ba. Tại sao gọi là Bất Lai? Tức là do vì cái tầng thánh này á, vị này đã diệt trừ hẳn cái dục ái và sân. Do vì vị này đã giả na ga mí, chứ không phải nã na ha mí. Do vì vị này đã diệt hẳn cái dục ái, cho nên vị này không còn có thể sanh trở lại cái cõi dục được nữa. Và cái sân á, nó là một cái phản ứng của cái dục ái không được tội nguyện. Và do đó người nào mà không còn dục ái thì người đó hẳn nhiên là cũng không có còn sân. Và đối với một vị thánh Anaham á, thì sau khi cái tầng thánh thứ hai các ngài đã giảm nhẹ dục ái và sân, thì đối với vị Anaham á, thì các ngài diệt hẳn cái dục ái và sân. Và ở cái giai đoạn này á, thì càng cái đời sống tinh thần của ngài nó thì càng không có thể sống cái đời thế tục giống như là người cư sĩ. Và trong những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh mà các ngài không có xuất gia được,
giống như là trong cái bài kinh Khatikara kể về một vị thiện nam đệ tử của ngài, đệ tử của Đức Phật Kassapa đó. Vị này đã chứng được cái tầng thánh A-la-hán, nhưng mà do vì ngài không có đi xuất gia được á, là do vì ngài còn phải nuôi dưỡng cha mẹ già, cho nên ngài phải ở đời sống cư sĩ. Nhưng mà giống như là cái tầng thánh nhị quả, tức là tầng thánh thứ hai đó, thì đối với cái tầng thánh A-la-hán thì nếu các ngài phải sống đời sống cư sĩ đó, thì ngài cũng không có sống được giống như bao nhiêu cái kẻ phàm phu khác. Tức là ngài không, đối với vị thánh tam quả rồi thì ngài không còn một chút nào ngài có tham luyến ở trong vũ dục, ngài không còn có thể có những cái tình cảm nam nữ được. Do đó ngài không có thể, ngài có cái đời sống gia đình như có vợ có chồng. Đối với một vị nhị quả đó thì các ngài đó là cái phiền não của các ngài còn, nhưng mà các ngài đó thì cái còn nó còn rất là ít, nó không có đủ để biểu lộ ra ngoài. Chỉ có cái chỉ mới ở cái trình độ nhị quả thôi thì ngài đã không còn thích nghi với cái đời sống thế tục. Huống nữa đây là cái trình độ của một vị chứng thánh quả, tức là chứng tam quả, là ngài đã diệt hẳn cái dục ái và sân. Và do vì diệt dục hẳn dục ái và sân á, cho nên là vị này không còn cái ái trong cõi dục, cho nên không thể nào các vị đó sanh vào cái cõi dục. Mà sau khi mà vị này mà viên tịch đó, thì vị này chỉ còn có hai cái chỗ mà các ngài có thể sanh được thôi, đó là sắc và vô sắc. Rồi cái tầng thánh thứ ba, xin lỗi, cái tầng thánh thứ tư gọi là tứ quả. Cái tầng thánh tứ quả này đó, tứ quả này thì chúng ta thường nghe nói đó giờ. Cái thứ tư là tứ quả đó. Tầng thánh thứ tư tiếng tứ quả đó là, hay là chúng ta đọc cái chữ thiên âm từ chữ Arahata là A La Hán. Dạ, A La Hán. Là vị này á, là diệt trừ hoàn toàn các cái phiền não còn lại và chấm dứt cái vòng sinh tử luân hồi này. Thì ở đây chúng ta để ý rằng là mỗi cái tầng thánh đạo mà quả nó được chia làm năm theo cái chi thiền. Là nếu một người mà có cái nền tảng sơ thiền thì vị đó chứng đạo quả, thì gọi là đạo quả sơ thiền. Rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng vậy. Vậy chứ chúng ta có thể hỏi rằng là đối với một vị mà không có chứng được cái thiền hiệp thế, tức là không chứng được cái thiền sắc giới, thì vị đó chứng đạo quả nó thì được gọi như thế nào? Thì đối với một người mà không có chứng thiền hiệp thế đó, thì khi mà vị đó chứng đạo quả nó, thì cái đạo quả nó vẫn được gọi là sơ thiền. Là bởi vì cái tâm định của một vị thánh nhân đó là được xem như là tương đương với cái định tâm của sơ thiền. Cho nên một vị mà không chứng thiền định, mà nếu vị đó chứng đạo quả thì cái đạo quả nó được gọi là đạo quả sơ thiền. Nhưng mà nó có khác cái điều này chúng ta lưu ý, là đối với các vị Phật tử nào có ghi thêm được thì ghi, thì đối với hai cái tầng thánh đầu là sơ quả và nhị quả đó, thì nếu một người không có chứng thiền hiệp thế thì vị đó chứng đạo quả thì vẫn gọi là cái đạo quả sơ thiền và nhị thiền. Tuy nhiên sau khi vị này viên tịch đó, thì vị này không có thể sanh vào cái cõi thẩm thiên sơ thiền được, là do vị này không có chứng sơ thiền. Nhưng mà đối với trường hợp của vị thánh tam quả, tức là vị thánh A-la-hán đó, là do vì vị này đó đã diệt trừ dục ái rồi, cho nên vị này chỉ còn một cái cảnh dù không có chứng thiền nhưng mà vị này vẫn sanh vào cái cõi sơ thiền, cõi phạm thiên sơ thiền sắc giới, là bởi vì vị này không còn có thể sanh vào cái cõi dục nữa, bắt buộc là vị đó phải sanh vào cái cõi sắc giới, bắt buộc phải sanh vào cái cõi thiền. Và cái cõi thiền tương ứng với một vị không có chứng thiền định. Đối với một vị A-la-hán không chứng thiền định thì vị đó sanh vào cái cõi sơ thiền.
Còn đối với trường hợp của một vị thánh A-la-hàm mà nếu các ngài mà chứng ngũ thiền thì các ngài không còn sanh vào cái cõi ngũ thiền của người của phàm phu, mà các ngài sẽ sanh vào trong năm cái cõi tịnh cư dành cho vị thánh A-la-hàm. Và năm cái cõi này đó chỉ có dành cho vị thánh tam quả ngũ thiền thôi, chứ không có chúng sinh nào có thể sanh trong cái cõi đó hết. Và một lần Đức Phật này nói với chư tỳ kheo rằng là trong cái tam giới này, từ cái cõi cao nhất đó là cái cõi phi tưởng hay vi tưởng xứ, cho đến các cõi thấp nhất đó là các cái cõi địa ngục, thì suốt ở trong vòng sinh tử đắc, cõi này cũng có thể ngày cũng có sanh vào đó hết, chỉ trừ có năm cái cõi của tịnh cư đó thôi. Tại vì năm cái cõi này là phải vì thánh A La Hàm mới có thể sanh vào trong cái cõi đó. Và ở trong suốt trong dòng sinh hồi sinh phàm phu thì chúng ta có thể cũng giống như là trường hợp của Đức Phật, là cõi nào chúng sinh phàm phu cũng có thể sanh vào hết, nhưng mà chỉ riêng cái cõi ngũ tịnh cư, tức là cái cõi dành cho vị thánh A La Hàm, là từ mà vô thủy luân hồi cho đến bây giờ thì chúng ta chưa bao giờ chúng ta sanh vào ở đó. Còn đối với trường hợp của vừa bị thành vị thánh A La Hán thì chúng ta không nói ở đây, bởi vì sau khi mà chứng thánh A La Hán rồi đó thì các ngài đã hoàn toàn là viên tịch. Ở đây tôi muốn các vị Phật tử chúng ta đọc một cái bài kinh. Các vị hoan hỷ đợi từ chút. Đức Phật ngài dạy là chư tỳ kheo, nhờ thấy vậy vị đa văn thánh đệ tử ệm ly đối với sắc. Chúng tôi đọc lại cái đoạn đầu cho các vị dễ hiểu ha. Chư tỳ kheo, các hành là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, khổ. Cái gì vô thường khổ thì có hợp đi chăng? Khi chánh quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Bạch Thế Tôn, không. Do vậy này các tỳ kheo, bất cứ các pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp ấy là cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, cần phải như thật quán của chánh trí tuệ. Với bất cứ cái cảm thọ nào cũng vậy tương tự. Chư tỳ kheo, nhờ thấy vậy vị đa văn thánh đệ tử ỉm ly đối với sắc, ỉm ly đối với thọ, ỉm ly đối với tưởng, ỉm ly đối với hành, ỉm ly đối với thức. Do ỉm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết đã được giải thoát, vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui một đời sống khác. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là vị đã bất bỏ đi các chướng ngại vật, là vị đã lấp đầy các giao thông hào, là vị đã nhổ lên cột trụ, là vị đã mở tung lệ khóa, là bậc thánh đã hạ cái cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Và thế nào là tỳ kheo đã bất bỏ đi các chướng ngại? Ở đây này tỳ kheo
Ở đây này các tỷ kheo là đã đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo như vậy là tỷ kheo đã bỏ đi các chướng ngại. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã lấp đầy các phong hào? Ở đây này các tỷ kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sinh tử, đã cắt tận gốc rễ làm cho thân, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo như vậy là tỷ kheo lấp đầy phong hào. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ? Ở đây này các tỷ kheo đã đoạn trừ khác ái, đã cắt tận gốc rễ làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo như vậy là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã mở tung các bề khóa? Ở đây này các tỷ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt tận gốc rễ làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể sanh khởi trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo như vậy là tỷ kheo đã mở tung các lệ quả. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bậc thách đã hạ cái cờ xuống, đã đặt cánh nặng xuống, không có gì hệ lụy? Ở đây này các tỷ kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt tận gốc rễ làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo như vậy là tỷ kheo bậc thánh đã hạ cái cờ xuống, đã đặt cánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Đó là cái đoạn kinh mà Đức Phật ngày ở trong cái bài kinh ví dụ về con rắn. Đức Phật ngày diễn tả một người đã chứng thánh A La Hán, giống như là một người đã đặt cái gánh nặng, đã đặt gánh nặng xuống, đã lấp đầy các cái thông hào, đã hạ cái ngọn cờ xuống. Ở đây có một cái hình ảnh đó là đối với trong cái thế giới phạm phu của chúng ta đó, là khi mà chúng ta thành tựu được cái gì đó thì cũng theo đó mà cái ngã mạn nó tăng trưởng. Và thường là những cái hình ảnh mà giống như là chúng ta dừng cái cột cờ đó là cho một cái ý nghĩa gì đó mà chúng ta chiến thắng, chúng ta chinh phục được. Giống như là các vị phi hành gia người Nga, người Hoa Kỳ khi mà họ lần đầu tiên họ đến cung trăng đó, thì họ muốn đánh dấu cái sự kiện đó, sự kiện quan trọng trong cái khoa học vũ trụ đó, thì họ cắm cái ngọn cờ. Nhưng mà ở đây đó, khi mà nói về một vị A-la-hán đó, thì một cái việc thành tựu quan trọng nhất ngài đã hạ cái ngã mạn, mà suốt trong dòng sinh tử đó, thì luôn luôn là chúng ta sống bằng những cái thứ đó. Và chỉ có một người đi đến một cái đỉnh cao tột như là một vị thánh A-la-hán rồi, thì tất cả là các ngài đã bỏ được hết. Ở đây chẳng hạn giống như là ngày Đức Phật này ví dụ vị A-la-hán như là một người đã mở tung các cái lệ quả. Phàm phu của chúng ta suốt trong dòng sinh tử luân hồi đó là mình bị các cái phiền não bằng cái cách này, bằng cái cách khác nó trói cột mình, nó giam giữ mình. Và chỉ là một người giải thoát thì người đó mới mở được những cái sợi dây trói đó, mới mở được các cái ổ khóa mà nó giam giữ mình. Cho nên một cái hình ảnh mà Đức Phật này ví dụ về một vị A-la-hán là một người đó là đã mở tung các cái lệ khóa. Do vậy đó là các ngài nó đã lấp đầy các cái thông hào hết. Các ngài không còn rơi vào cái thông hào dục giới, không rơi vào cái thông hào sắc giới, không còn rơi vào cái thông hào vô sắc giới. Thì ở đây trong trong các cái phiền não còn lại của một vị A-la-hán mà chưa sát trừ đó, thì ở cái tầng thánh gọi là cái tầng thánh tứ quả hay là tầng thánh A-la-hán đó, thì các ngài sát trừ hoàn toàn hết. Và trong các cái phiền não đó, đó thì có hai cái phiền não não quan trọng được kể, đó là cái sắc ái và cái vô sắc ái. Và đối với một vị tầng thánh thứ ba đó thì ngài diệt dục ái, do vậy đó ngài không bị thánh thứ ba đó và bị thánh A La Hàm, các ngài không còn có thể sanh vào cái cõi dục. Nhưng mà đối với vị A La Hán thì các ngài diệt luôn cái sắc ái và vô sắc ái, tức là ở trong cái tam giới này đó, thì những cái mà dính mắc vào tam giới này thì vị A La Hán không còn có dính mắc vào hết. Cho nên sau khi mà ngài niết bàn rồi á, sau khi ngài niết bàn rồi đó thì ngài chỉ
Sau khi mà ngài niết bàn rồi thì vị A La Hán không có thể sanh vào cái cõi đạo được hết. Thì thật ra cái bài học ngày hôm nay đó, đối với tôi đó là một cái buổi học rất là quan trọng. Nhưng mà có đôi khi á, là vì do vì cái tính chất quá quan trọng của cái bài học á, do vì á, trong khi mà tôi trình bày đó, tôi cảm thấy rằng là mình không có trình bày tốt về các vị thánh nhân. Nhưng mà đó là một tôi đã cố gắng tất cả để có thể chia sẻ với các vị Phật tử học viên. Như vậy thì cái bài học ngày hôm nay đó là chúng ta học về các cái tâm siêu thế, tức là những cái loại tâm mà chỉ có được ở các vị thánh nhân. Và cái sở dĩ cái tâm này gọi là cái tâm siêu thế đó, thì như các vị vừa nghe nó là nhờ những cái tâm này mà một chúng sinh thoát khỏi cái tam giới này, cái thế giới này, cho nên gọi là cái tâm siêu thế. Vậy thì nếu mà chúng ta có chia pháp á, thì bài học ngày hôm nay ở trong tâm siêu thế đó, thì chúng ta được chia làm hai, tức là cái tâm đạo và tâm quả siêu thế. Khi mà nói với cái tâm đạo đó thì chúng ta chỉ nói cái tâm đạo là đủ, là bởi vì dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó không có tâm đạo, chỉ có tâm siêu thế mới có tâm đạo. Nhưng khi nói đến cái tâm quả đó, thì phải nói rõ hơn là cái tâm quả siêu thế, là bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nói tâm quả thôi thì không có phân biệt được là cái dục giới hay là sắc giới, vô sắc giới, vì các cái địa vực này cũng có các cái loại tâm quả. Do đó là ở trong cái phần tâm siêu thế này, trong các cái bài học, trong các cái quyển sách dạy đó, thì khi mà nói đến cái quả đó thì phải ghi rõ là cái tâm quả siêu thế. Vậy thì cái tâm siêu thế chúng ta được chia làm hai, tức là cái tâm đạo và cái tâm quả siêu thế. Thì cũng hết cái thời gian cho nên tôi xin kết thúc bài học anh em. Dạ, con kính thưa sư, tri ân sư ạ. Có một câu hỏi là con thưa sư, có một câu hỏi của một vị đạo hữu hỏi là: thưa sư, vị sơ quả tái sanh cõi dục 7 lần mà chưa đắc tứ quả thì tái sanh tiếp lên cõi phạm thiên phải không ạ? Dạ, con kính thưa sư giải thích giúp ạ. Do vì một vị thánh mà tu, một người mà đã thấy niết bàn á, thì nó có một cái tâm lý đặc biệt khác với chúng sinh phàm phu. Chúng ta đó là rất là ham luân hồi, và sở dĩ mà đôi khi chúng ta sợ luân hồi đó thì chúng ta chỉ sợ là sanh vào các cái cõi khổ thôi, chứ nếu mà chúng ta được sanh vào các cái cõi mà vui như là cái cõi trời đó thì có lẽ là không có ai muốn niết bàn. Nhưng mà đối với một người mà đã thấy cái hạnh phúc niết bàn rồi, là thật sự đã hiểu được niết bàn rồi, thì vị đó nó là trong cái trường hợp dễ vui lắm á, là vị đó là mới để kéo dài cái tu đạo hoàng 7 kiếp. Chứ còn mà tất cả đó là sau khi mà chứng được cái thánh tu đạo hoàng, tức là cái tầng thánh đầu tiên á, là vị này luôn nỗ lực để chứng được các cái tầng thánh cao hơn. Thì do đó là trong cái câu hỏi đó thì tôi xin thưa rằng là không có trường hợp mà một người mà chứng tu đạo hoàng mà luân hồi trong cõi dục suốt 7 kiếp mà không có thể chứng lên cái tầng thánh cao, nó không có trường hợp đó. Mà đó là cái trường hợp tối đa. Chứ còn nếu mà đến tầng kiếp thứ 7 đó, thì vị này cũng phải chứng một cái quả cao hơn đó, hoặc chứng các đó không có sanh vào cõi dục, không có thể nào luân hồi ở trong cái cõi dục suốt 7 kiếp. Dạ, thưa chúng sư, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Thưa sư, còn có một câu hỏi của đạo hữu Giả Quỳ Nguyên Đăng. Thưa sư, trường hợp bà Wisakha nguyện thì sao ạ? Bà chứng sơ quả mà nguyện tái sinh từng cõi sẽ hơn 7 kiếp ạ. Xin sư giải thích dùm con. À không, trước hết là cái câu chuyện mà bà nguyện sanh tinh từng cõi, cái câu chuyện ở trong cái chánh tạng không có, mà đó là một bài quyển sách đó, là họ do vì họ tìm một nào lý do nào đó mà họ ghi cái đó không có chính xác nên
không có thể nào một vị thánh tu đạo quần mà các ngày sanh ở trong cái cõi dục suốt bảy kiếp, quá bảy kiếp được. Dạ thưa sư, hiện nay trên màn hình chat đã không còn câu hỏi nào nữa. Dạ, nếu đã hết thì xin chào các vị và chúc các vị ăn vui. Hẹn gặp các vị. Con kính ảnh lễ sư ạ. Con kính ảnh lễ sư ạ. Con kính chiêm. Chào tất cả các vị. Cảm ơn kính ảnh lễ sư ạ. Cảm ơn kính ảnh lễ sư ạ. Dạ vâng. Lễ thành Phật. Dạ vâng. Tiên sư ạ. Dạ, xin chào các vị. Dạ. Sa tu xin tri ân sư ạ.